cái miếng như thế này mà không ăn thì ăn miếng gì? Mình ức nó hồng vẫn hồng. Miếng này nó ngon ngon này các bạn nhé. Sạch. Chơi miếng này chắc là xéo răng rổ ra. Cái này chặt thứ mấy nhỉ? Mình sẽ quá thì mới không ngon. Ăn chưa em? Con này thường thường nó cần khoảng mấy cân? Em thịt bắt thì kia hết rồi, 2 cân móc hết rồi. Hơn 2 cân một con á? Vâng, như thế này là hơn 2 cân. Có nghĩa là bây giờ mình núp cho vào quay là hơn 2 cân thì đúng không? Đúng rồi. Cho quay tham, giảm tham. Này, về giờ nhúm tay ăn thì ngon. Anh ơi, cái đầu vịt của em hôm nay. Hai người có ăn hết một con không? Dạ. Hai người có ăn hết một con không? Thoải mái nhỉ. Cứ sức hết được. Hôm nay là hai anh em làm tí gì uống rượu. Mình ra chơi hẳn hải con vịt. Mỗi anh em một cặp rau sống đây. Mở nắp hai bên này. Bỏ một cái chén đi. Rộng rãi. Vịt quay mới nóng nhá, vẫn nóng hổi này anh em ạ. Đây, chơi là hai hộp mà luôn về hai anh em mình thưởng thức. Đây, rượu đây. Đây. Hôm nay là ông chủ ông ấy khai trương cái ô. Hai anh em làm tí gì uống rượu. Đó, vẫn nóng nguyên nhưng mà nó ấy quá. Kể nó quay thêm thì nữa thì ngon. Cháu phải đũa tay không ạ? Hiểu đâu? Đây, bây giờ chúc sức khỏe nhá. Lâu lắm anh em mới gặp nhau. Mời tất cả anh em uống rượu, ăn thịt vịt quay tối mới anh em thôi. Tay không? Đây, mời anh em nhé. Một chấm ấy. Nóng vừa nóng vừa. Cả nhà nhá. Một chiếc uống được. Mới quay xong rồi. Có khi thân nhiều. Bao nhiêu con này? Cái này á, 1.8 một con. Thế là mình mua vào con rưỡi, con mua về nhà, nửa con mua về nhà. Mua vừa nóng gian này. Nhúm ăn này mới sướng như thế nào. Chơi hết tay hết, ngon. Mình đợi cho nó lúc nghịch điện nó bắt đầu nướng. Nó đợi em mấy phút nữa. Rồi chuyến hẳn.
để đâu đặt đi mà nó ngon quá. Thôi uống đi. Đây. Đó. Đó. Ừ. Cả này là rượu, rượu mới à? Rượu sâm. Hay là rượu sâm nóng lắm. Cao sâm, cao cảnh ngon này. Này, mình gọi đỏ như này. Đấy, đỏ như này mới ngon. Thì đây là nồi chín tới rồi. Bữa ngồi đây thì mình có ăn nhiều. Bao nhiêu là bao nhiêu đấy. Chẳng những cái lưỡi ngon không ạ? Lưỡi ngon lắm. Ra đi. À. Thôi vậy đi. Này, ngon này sẽ ăn. Ăn đi. Có không hồng cũng ngon. Ăn được mấy không hồng rồi. Cái miếng như này mà không ăn thì ăn miếng gì? Miếng ức nó hồng vẫn hồng. Miếng này nó ngon ngon này các bạn nhé. Chơi miếng này chắc là xéo răng rổ ra. Đi Đà Nẵng về bây giờ về nhà để uống rượu trong chồng cũng khỏe thế. Cái con bảo người nào uống ăn đi. Này nóng phải ăn ngay rồi nó nguội quá. Không có nước tốt này hả? Không có nước tốt thôi. Ăn thì cho nói của nó có động lực. Chứ béo bổ gì ăn ớt đâu. Nhưng mà đúng là không có quả ớt cứ ăn cơm mà không ngon. Cơm không ngon. Ăn. Ăn. Cái này chả thứ mấy nhỉ? Ăn. Hả? Ăn quán đấy không? Ăn thịt vịt không? Mình sẽ quán thịt mới không hồng. Ăn chưa em? Ngân nếu mà mẹ sửa minh mông mình xảo. Ra rượu đi. Ăn rượu ăn. Nó sang là tạo quân việc làm cho người Việt Nam. Mẹ 4.000 người. Mời tất cả các bạn nhé. Ây da da, rượu mình căng quá. Hai anh em cho con vịt này là hơi cắn. Mày vợ đi làm. Thôi ở nhà thì coi. À. Chờ bà thế lại chờ gì mà kì đến lại bảo mua tí gì ấy anh em ngồi uống ít thôi nhá. Đó khắp cặp anh đấy yên tâm. Gặp anh đấy nhá, ăn nhiều uống ít. Bây giờ anh em mình uống ít ăn nhiều. Mình tỏa mát nhỉ. Không được.
Công nhận là cái vịt mới chín tới thì ngon. Hai con vịt luộc. Vâng. Có lấy mấy quả trứng luộc. Hôm nay ăn ngán lắm. Bồi bổ cho béo, không muốn. Thế luộc lên 3 quả nó bảo là ăn được hết không mà không thế thì em có ăn quả thì ăn. Cắt cho nó 2 quả nếu ăn. Ăn bạn đi không ạ? Uống ít thôi. Đâu uống giờ anh nhầm chút kinh nghiệm ăn nhiều không ít tại cái này không bé bé đến phóng ngang nhỉ sao cái tí nhỉ phóng phóng anh ơi anh ơi ăn phải như đúng rồi. Nhìn thấy chán của mình chán ghê. Chán thì cao, chấm đều chán. Xuống đây xong này đi. Còn năm thì xong nước sâu. Nước sâu úp sâu. Hôm nay đúng con tay hết là mới ngon. Nhưng mà không đúng con tay được không ngon. Ăn uống kiểu như là ăn bốc này thì... Nhưng mà cái tay này nó khi khách không đông mà cái tay quay cả chim quay. Tay đặt được quay. Thằng mà tôi vẫn vừa rồi tôi ấy tôi đặt hàng rồi mách à, đặt hàng cười á không biết đấy thằng ấy mách gì có cái chỗ thẳng ba toa nói khổ năm quay cả cá nướng này đủ kiểu vịt quay lên mạnh lên em kém thế này mà có cái cầm chéo cầm quá chúng ta lại bảo là chặt cho anh tôi mỗi người một nửa. Chắc là để mỗi người một nửa con chó nữa. Không, để nguyên là nửa con mà. Ui, hiếp. Thế chứ về lại chặt. Không phải chặt, phải không? Hiếp. Lại dặn xé. Ồ, ăn thế mới cảm nhận được cái hương vị của món ăn. Thế thì thà ra chặt làm bốn. Thế còn làm bốn. Sau vừa dặn vừa xé, còn nghe còn... Cứ mỗi thằng nửa con thế nào. Chiến đấu. Chó là sao phải mai về kia mai nên là mình nói bảo hôm nay nhà mấy năm bốn chút một ít này quá mình ra mình hỏi cả năm chín nó bảo không có nhỉ mình làm trên một con hai con có vào giữa tháng nó mới tìm nhiều. Không cái thằng mà gần chỗ ấy nó cũng chiều đến thấy nhiều vịt thế. À.
nhưng mà không biết là có hết được không, mà nó lúc sắp rồi thì bảo bao nhiêu được nói chắc là không khả năng nó hết, vì hôm nay phải ăn như này là biết là ngon. Đỉnh nó phải đi bên quay Lạng Sơn mới đỉnh. Địch cái đường này không không khoáng nữa. Không, không ấy, nhưng mà ăn nó trong người lắm. Địch này thì thích cái nằm nhằn. Giả đủ ra chợ làm tí bong bóng rồi sẽ ở kia. Vì mình đi công ty này, cô bỏ buộc như này. Xảy ra rồi mới được nghỉ, nhớ làm cái gì ấy mà. Buổi trưa ngon hơn nhỉ? Khoảng 10 giờ nhỉ. Rồi. Bây giờ. Bạn này sẽ ăn để uống lại. Phải đến xong. Phần sau đến xong. Không, phần sữa này mà ý được thì là bộ lòng chó ngon. Ở giữa tuần. Không cứ đợt sau là có rồi. Nó ở giữa. Sao cứ bảo nó có số điện nó... Được rồi. Tớ mà tớ với thằng nó là mẹ cãi nhau về đấy. Không. Phê nữa. Trưởng được văn rượu. Ừ, quan trọng uống. Ăn ư. Uống ít nữa. Ăn nhiều. Sống thức mà ăn thử không? Ra rượu đi, đây này. Bát rượu mà mới tát hết cơn này mà anh em ở nắc lư uống rượu rồi kém quá. Cái nước này ngon lắm các bạn này. Cái nước vịt quay này. Đấy, cái này húp ngon lắm. Vịt hai anh em thì mới ăn từ nãy giờ mà có một con vịt mà hai anh em mới ăn hết một nửa. Còn một nửa con, còn một nửa con nữa. Giờ anh em vẫn tiếp tục ra rượu không ạ? Tiếp tục ăn để chiến đấu rồi. Hôm nay mà ông bảo ông là một mình ông ăn hết con vịt đấy, hai anh em nắc nư đấy. Vịt ngon này ngon gì mà. Đùa nóng ngon nhỉ. Ừ. Giờ nó nguội nguội rồi ăn nó. Cảm nhận nó không có thể ngon làm đi rau sống ấy. Rau sống đâu biết có rửa hay không ấy. Hay là nó mua ở chợ nó bán không phải vừa từ hàng đồ đi ăn đi mua về ăn này cũng không biết nào được rau quả thậm chí là từ hôm qua chưa chắc đã rửa. Thế gì đây? Đây là vườn cây của ông chủ nhá. Nhưng mà tối nay thì chắc là nó không nhìn, không nhìn rõ. Cái đồ nó vào nó sau nó vào. Ừ, nó đây vườn cây thì cần bật cả sân không? Ừ, bật bật điện sáng mà. Tắt đi em, tắt đi xong lại quay tiếp. Biết nào à? Thôi kệ, mình cứ làm cái muốn miếng này nữa. Đây, mời các bạn nhá. Mời tất cả mọi người. Đây là miếng thịt vịt ức ngon lắm. À. Bật điện cái nó sáng ngay. Sáng sủa. Chào tất cả mọi người nhé và các bạn nhé. Hai anh em thì chiến đấu từ nãy giờ là cũng nanh tanh bành hết rồi. Rượu thì không uống nhiều này thôi. Mới lại chung quanh hàng xóm người ta đang bật loa đài, sợ là dính bản quyền nên anh em mình sẽ dừng video ở đây.
vào chén rượu này. Và cũng là xin kết thúc video đây mà. Đấy, thằng xóm đấy, thằng xóm tân năm bọn đấy. Đó ông ơi, thôi nha. Chào cả nhà nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại video lần sau. Bởi vì video hôm nay thì hàng xóm đấy mở hoa đài đấy. Thôi nhá, chào nhá, chào cả mọi người. Hẹn gặp lại một ngày sớm nhất ở tại chủ nhà ông này.